nam ca sĩ Justin Bieber mới đây đã thông báo hủy bỏ các buổi diễn trong tour diễn Justice của mình vì lý do sức khỏe. Đây là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ hai liên tiếp mà ngôi sao nhạc pop đã hủy bỏ sau khi rút khỏi chuyến hành trình Purpose vào năm 2017. Đầu năm nay, nam ca sĩ đã công khai về cuộc chiến của mình với hội chứng Ramsay-Hunt, khiến cho khuôn mặt của anh bị tê liệt một phần. Cũng do hậu quả của căn bệnh này, anh đã không thể hoàn thành trạng Bắc Mỹ của Justice Tour. Sau khi nghỉ ngơi và tham khảo ý kiến của các bác sĩ, gia đình và đồng đội, Justin đã đến châu Âu để nỗ lực tiếp tục chuyến lưu diễn. Anh đã thực hiện 6 chương trình trực tiếp, thế nhưng sức khỏe của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nam ca sĩ từng chiến thắng giải Grammy nói thêm rằng trong buổi biểu diễn gần đây nhất của anh ở Brazil, anh đã cống hiến hết mình cho khán giả. Đồng thời anh cho biết hiện đang thực hiện tất cả các bài tập cần thiết để khuôn mặt trở lại bình thường và đó chỉ là vấn đề thời gian. Bất chấp việc hai con trai phản đối về việc mẹ mình dùng mạng xã hội, nữ ca sĩ Britney Spears khẳng định sẽ không thay đổi để làm vừa lòng các con. Chồng cũ của Britney Spears, Kevin Federline, mới đây đã tiết lộ rằng hai con trai của cặp đôi là Sean Preston, 16 tuổi và Jaden James, 15 tuổi, đều lựa chọn việc không liên lạc với mẹ. Nguyên nhân là do hai đứa trẻ cảm thấy không thoải mái với những bài đăng mẹ đã đăng tải trên mạng xã hội, bao gồm cả những bức hình khỏa thân. Đáp lại điều này, Britney Spears xin lỗi các con và hy vọng một ngày nào đó các con sẽ hiểu được lý do cô bộc lộ bản thân mình như vậy sau thời gian dài bị kìm kẹp. Trước đó, chồng mới cưới của Britney Spears, Sam Asghari, cũng bày tỏ sự ủng hộ của mình với vợ sau vụ việc các con không muốn gặp mẹ bằng cách đăng tải trên trang mạng cá nhân. Theo đó, Sam Asghari cho rằng, việc chồng cũ của nữ ca sĩ mang chuyện riêng tư trong gia đình để chia sẻ với truyền thông là điều vô trách nhiệm. Tại liên hoan phim Venice năm nay, nam ca sĩ Harry Styles cùng bạn gái là đạo diễn Olivia Wilde đã xuất hiện với bộ trang phục đến từ thương hiệu cao cấp Gucci nhằm quảng bá cho bộ phim mới của mình. Không chỉ có người hâm mộ, ngay cả giới phê bình cũng tỏ ra hứng thú với bộ phim tiềm năng Don't Worry Darling do nam ca sĩ thủ vai chính. Ngôi sao nhạc pop Harry Styles đang góp mặt vào một trong những bộ phim được mong đợi nhất tại liên hoan phim Venice. Tuy nhiên, anh vẫn tự nhận mình là người mới trong thế giới diễn xuất. Nam ca sĩ xuất hiện cùng với các bạn diễn trong Don't Worry Darling là Gemma Chan, Chris Pine cùng bạn gái là đạo diễn Olivia Wilde tại buổi họp báo. Ngay sau khi công chiếu, Don't Worry Darling đã nhận được lời khen ngợi cùng chàng pháo tay tán dương dài tới 4 phút tại liên hoan phim. Những người hâm mộ của Harry Styles đã cắm trại ngay phía ngoài cổng diễn ra liên hoan phim Venice 2022 nhằm chào đón nam ca sĩ đến với liên hoan phim năm nay với tư cách là một diễn viên. Ở thời điểm hiện tại, phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng vẫn là một bộ phim được kỳ vọng cao trong liên hoan phim Venice năm nay. Sau bộ phim You Me Sell không mấy thành công về mặt danh tiếng, nữ diễn viên Kim Go-eun đã nhanh chóng tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án phim Little Woman. Với kịch bản gốc vốn đã quá xuất sắc cộng thêm sự sáng tạo vừa đủ và sự đầu tư chỉn chu về mặt diễn xuất, bối cảnh, hai tập đầu của phim nhận được những phản hồi rất tích cực. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi danh cùng tên của tác giả Louisa May Alcott, trước đó đã từng có một phiên bản Mỹ với bối cảnh sát với nguyên tác. Ở phiên bản Hàn, câu chuyện được đưa về thời hiện đại, số nhân vật được lược bớt từ 4 chị em còn 3 nhưng vẫn xoay quanh hành trình trưởng thành đầy nước mắt, nụ cười và sự ấm áp của những người phụ nữ kiên cường. Về tỷ suất người xem, ngay tập 1 phim đã cán mốc 6,4% và sau đó thăng hạng lên 7,7% cho tập 2. Những con số quá ấn tượng này giúp phim đứng đầu về rating trong khung giờ trên tất cả các kênh truyền hình cáp. Trên mạng xã hội, khán giả dành rất nhiều lời khen ngợi cho màn mở đầu ấn tượng của Little Woman. Đây được coi là sự trở lại thành công và được đánh giá cao của nữ diễn viên Kim Go-eun.